Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Dù vướng phải những chỉ trích dữ dội nhưng Chibu vẫn kiên định theo đuổi niềm đam mê ca hát. Cô liên tục cho ra những sản phẩm có sự đầu tư về hình ảnh cũng như âm nhạc. Thậm chí những MV của cô còn giữ thứ hạng cao trên top trending YouTube, điều mà không phải một ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được. Sau 3 năm lấn sân mảng ca hát, Chibu đã chăm chỉ luyện tập và có sự tiến bộ đáng kể trong giọng hát. Cô dần dần cũng được thừa nhận trong vai trò ca sĩ. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Chibu bắt đầu được biết đến khi xuất hiện trong cuộc thi Miss Teen vào năm 2009. Cô gây thiện cảm với công chúng bởi vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp và dễ thương. Sau cuộc thi, Hot Girl sinh năm 1993 thường xuyên xuất hiện ở các trang bìa tạp chí dành cho tuổi teen và có vai diễn thành công với vai diễn Nana, cô bé dễ thương, nhí nhảnh và ngây thơ trong bộ phim sitcom đình đám 5S Online. Tưởng chừng như Chibu chỉ dừng lại với hình ảnh Hot Girl, người mẫu ảnh hay vai diễn viên nhỏ. Tuy nhiên, Hot Girl Hà Thành đã trở thành đề tài bàn tán của dư luận khi chính thức debut với sản phẩm âm nhạc đầu tay và tuyên bố hùng hồn: "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ." Khi lấn sân ca hát, Chibu không ít lần trở thành mục tiêu của những chỉ trích khi dư luận và nhiều đồng nghiệp vì nhiều lần hát live yếu trên phô. Trải qua thời gian bị ném đá vì chất giọng quá khó nghe, Chibu đã vươn lên thành một ngôi sao có chỗ đứng trong showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Chibu cũng gây ấn tượng với những cảnh nóng táo bạo cùng đàn chị Thanh Hằng trong bộ phim Chị Em. Và đem về những thành công đáng kể. Trong năm 2017, Chibu cũng thử sức với lĩnh vực kinh doanh khi mở cửa hàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với thương hiệu thời trang riêng. Cô chính thức trở thành bà chủ ở tuổi 24. Con đường được công nhận là ca sĩ của Chibu nhận về không ít gạch đá. Tuy nhiên, với sự đầu tư chỉnh chu trong hình ảnh, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như sự ủng hộ của lượng fan hùng hậu, Chibu thường xuyên được mời trong những chương trình lớn. Một nguồn tin thậm chí còn cho hay, nhà sản xuất phải bỏ ra khoảng 6.000 USD, tương đương 140 triệu đồng để mời Chibu xuất hiện, biểu diễn tại sự kiện. Đây là khoản cachet thuộc hàng top của những ca sĩ trẻ. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, dấn thân trong nhiều lĩnh vực, Chibu đã có chỗ đứng trong showbiz Việt cùng với mức thu nhập không hề nhỏ. Nữ nghệ sĩ đã tự tạo cho mình một căn hộ hạng sang ở thành phố Hồ Chí Minh, tự mua xe hộp, sở hữu vô số những món đồ đắt đỏ đến từ những thương hiệu đình đám. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.